Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách trồng hành lá để có thể trồng một lần thôi mà ăn được cả năm luôn, ăn quanh năm không cần phải đi mua. Bây giờ cái chậu mình sẽ cho đất vào cái chậu. Hành lá thì nó rất dễ trồng, các bạn cho đất nào cũng được ha, đất cũ đất mới gì cũng được ha. Cái này mình cũng sử dụng đất cũ chứ không phải đất mới. Đất cũ mình bỏ vào nên mình cẩn thận, mình xem coi có con sùng con gì trong đây không ha. Trùng thì tốt, trùng thì nó làm cho đất tơi xốp, nhưng mà con sùng thì không được nha các bạn. Con sùng nó sẽ nó khoái cái củ hành lắm, cho nên là nó sẽ làm cho cái củ hành các bạn hỏng hết á. Bạn cho vào đây cỡ một muỗng cà phê vôi bột nha, muỗng cà phê vôi bột ha. Cái chậu này là chậu chỉ có khoảng mấy lít ta, chắc 5 lít, chậu này 5 lít thôi các bạn. Mình cho cỡ một muỗng cà phê vôi bột mình trộn lên. Không cần phải trộn kỹ lắm đâu, tại vì vôi bột á mình tưới nước á thì nó sẽ tan đều ra thôi. Rồi ở đây là móng bò xay, móng bò sừng bò nè, họ xay ra. Đó, mình mua cái loại này ha, kiếm ở trong cái chỗ bán cây á, các bạn sẽ có cái loại này. Rồi mình sẽ bỏ vào đây ha, cái này mình cho cỡ một muỗng canh ngang vào đây nha, mình trộn lên ha. Mình trồng như thế này mình không cần phải bón phân gì hết nha các bạn, cứ việc tưới nước rồi là nó sẽ lên, quanh năm cũng không cần phải phân bón gì nữa hết. Bây giờ chỉ việc là mình cắm cái củ hành xuống thôi ha, mình ghim củ hành xuống. Đó, ghim hết xung quanh cái chậu này. Mình ghim không cần phải thưa lắm đâu, tại vì hành ăn lá thì mình không có cần ghim thưa. Hành ăn lá ghim cho nó hơi, nó cách nhau cỡ khoảng 2 cm là được. Nếu các bạn ghim xa quá đó, nó lên nó sẽ dễ ngã đổ lắm, nó ngã tùm lum hết á. Nếu mà hành các bạn trồng để lấy củ á, thì các bạn nên trồng cho nó thưa ra và không được cắt lá ăn thì nó mới ra củ. Cứ ghim đại xuống thôi, chỗ nào trống thì mình cứ ghim nó xuống. Rồi, như vậy xong rồi mình sẽ lắp đất lại.
đẩy đẩy cái này là nó sẽ xuống. Xong rồi mình tưới nước cho nó. Chờ cho nó mọc lên ha. Các bạn có thể để chỗ nào các bạn thích. Để trong nhà hay chỗ bếp cũng được. Các bạn để ngoài ban công cũng được, để ngoài vườn cũng được ha. Hành nó cũng thích hợp với khí hậu lạnh nên không có sao hết. Miễn sao là mùa đông thì không được thôi, chứ mà giờ này khoảng 5 độ nó vẫn lên như thường ha. Một thời điểm này là rất là thích hợp để trồng hành. Thì từ khoảng 5 đến 10 độ nè, nó lên rất là tốt á. Đây là cái chậu hành nó nảy mầm rồi nè quý vị. Nó cao vậy rồi. Rất là nhanh. Ghim xuống chừng 3 hôm sau là nó nhú rồi quý vị. Như thế này thì mình để ngay bếp nè. Thì tiện tay có chiên xào nấu nướng gì nêm nếm gì đó thì cứ ngắt một vài cọng nêm thôi. Rồi xong nó sẽ mọc lên tiếp. Nếu mà quý vị muốn cho nó tùm hơn thì mình có thể nhét thêm ở những cái chỗ trống này nè. Mình có thể nhét thêm nữa được. Tại vì mình không có thích trồng dày quá cho nên là mình nhét cũ hơi thưa đó. Cho nên quý vị thấy cái chậu nó thưa ha. Chứ mà nó mọc lên đều hết. Cũ nào cũng mọc hết, cái này nó chưa kịp mọc nè. Nó mọc trễ rồi, có cái này nó cũng mới nhú mầm nè. Rất là dễ trồng luôn. Một chậu vậy là ăn quanh năm đó các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video clip ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo của mình.